Cô xin chào tất cả các em nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em các cái nhóm lệnh về bút vẽ và màu sắc. Thì đầu tiên là cô muốn các em bỏ bút ra ghi một số cái câu lệnh cơ bản của bài hôm nay về cho cô. Thứ nhất là PU là rùa nhấc bút lên và không vẽ nữa, đúng không? Khi di chuyển thì rùa không để lại dấu vết. PD là hạ bút xuống thì rùa viết bình thường, tức là khi di chuyển thì rùa viết bình thường. Step pen size thì là thiết lập độ dày mỏng của nét vẽ. Set PC, set PC là thiết lập màu cho bút vẽ. Ở đây có 3 màu. Red, green, blue, tức là có 3 cái thông số để chúng ta viết màu, đưa màu vào. Ví dụ ở đây nó là gì nhỉ? Nó ví dụ cho chúng ta một cái màu đỏ là set PC với mã là 255 0 và 0, chưa? Set blue color viết tắt là gì? Set FC, các bạn chỉ cần nhớ cho cô cái lệnh viết tắt này thôi nhé. Set FC RGB. Và cái lệnh này là lệnh gì? Đổ màu lên. Thì khi mà các bạn thực hiện cài đặt màu này, cài đặt màu lên ấy, thì các bạn sử dụng cái phím fill này thì nó sẽ tô màu lên cho chúng ta nhé. Ở đây cô giới thiệu với các em một số màu chúng ta thường dùng này. Đây, mã màu 000 là màu đen này, 00255 là màu gì? Màu xanh da trời. Đây là màu gì? Các em có thể thử các màu này cho cô. Đấy, các bạn nhớ cái mã màu này cho cô. Thì đây cô có một cái ví dụ này. Đây là cô vẽ hình tam giác được chưa? Với nét vẽ là màu đỏ, nét bút là màu đỏ. Chưa? Và lề là màu xanh. Thì đầu tiên là cô set pen size, tức là cái kích thước của cái led vẽ này này, các em nhìn thấy led màu đỏ này. Là cô set cái kích thước này là 5 5. Các bạn có thể set là 10 10 hoặc là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn tùy các bạn nhé. Càng số càng lớn thì cái hình này, cái led vẽ của chúng ta càng lớn, chưa? Sau khi bạn set xong thì các bạn có thể kèm theo cái chữ này cho cô. Set PC là thiết lập màu cho cái led vẽ này. Cô sử dụng màu đỏ, đây là mã của màu đỏ này. 255. Dấu cách nhá. 0, dấu cách và 0. Sau đó cô sử dụng câu lệnh gì? Câu lệnh vẽ hình tam giác như bình thường. Cái câu lệnh này bạn nào đã học rồi thì chúng ta biết được chưa? Câu lệnh này cô không nhắc lại nữa. Tiếp theo này, khi mà chúng ta vẽ hình tam giác xong rồi thì chúng ta cho rùa quay vào bên trong cái hình này, chưa? Quay vào trong cái hình tam giác này thì cô sử dụng gì? RT quay phải 10 độ ấy, chưa? Sau đó cô nhấc bút lên, tức là khi cô quay vào thì cô không vẽ nữa mà cô nhấc bút lên. Cô cho nó đi vào bên trong này 10 bước, được chưa? Thì nó đến đây. Sau khi cô đi vào trong rồi thì cô hạ bút xuống là cô sử dụng BD. Được chưa? Sau đó cô tô màu, cô set thiết lập màu lên cho cái hình bên trong này là màu xanh. Thì đây là cái mã của màu xanh này. Không dấu cách, không dấu cách. 255, chưa? Và sau khi cái lệnh này chúng ta set màu xong thì chúng ta có lệnh fill là nó sẽ đổ màu. Bây giờ cô sẽ viết lại cho các em để các em nhìn rõ hơn nhé. Viết lại ở trên cái phần mềm MS Logo này. Win Logo. Đầu tiên này cô set này. Pen size, cái câu lệnh này các em phải học đúng không? Phải nhớ. Set pen size mở ngoặc. Cô thiết lập độ dày nó là 5 5, chưa? Thì khi mà cô viết này, FD này 100. Đấy, cái led của chúng ta nó rất là đậm đúng không? Bây giờ này cô cho cái lệnh cô thiết lập màu nhá. Set PC màu cho cái nét vẽ này là màu đỏ 255. Viết mã màu ở đây này, 0 này, 0 này. Cái mã màu này cô lấy ở đâu? Cô lấy ở cái bảng mã màu này chưa?
nó còn rất là nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta tạm thời học mấy cái màu này nhé. Chưa? Rồi, sau đó cô quay phải 90 độ. Cô cho nó đi 100 bước. Thì đây là cái màu đỏ đúng không? Cô vừa thiết lập đúng không? Cô cho nó. Thì bây giờ cô vẽ rời ra nhá. Cô CS này. Set bên sai này, cô lấy lại cô lệnh này này. Set PC, cô lấy lại cô lệnh này chưa? Sau đó cô là viết cái cô lệnh hình vuông đi. Repeat. Repeat gì các em? Hình vuông có bốn cạnh đúng không? Cô viết số 4 đây. Các cạnh này cô đi tùy, cô cho đi là 100. Và các góc thì bắt buộc phải là 360 chia cho 4. Vì sao ra như thế này thì cô đã hướng dẫn các em vào cái bài trước rồi, được chưa? Thì đây là cái câu lệnh. Nét vẽ là 5. Màu của nét vẽ là màu đỏ. Và đây là hình vuông, chưa? Thì khi đó rùa nó đang ở cái vị trí này. Nếu mà các bạn đổ màu thì nó sẽ không hiển thị đâu nhé. Đổ màu bây giờ, nếu mà các bạn đổ màu này, cô đổ màu nhé. Set này, FC này, tức là set cái màu nền này nhé. 0, 0, 2, 5, 5. Đây là cái màu xanh blue, màu blue em ạ. Cô fill này. Các em fill thoải mái nó cũng không nhận ra đúng không? Nó fill luôn ở cái hình này, hình vuông này, cái cạnh này chưa? Tại vì rùa nó đang ở cái vị trí này. Các em phải cho nó đi lại vào đây. Đi vào bên trong này các bạn nhỉ. RT này. Các bạn quay cho nó vào bên trong hình chưa? Thì nó đang ở giữa cái hình này, quay check một tí là được. Cô cho 20 độ, các em có thể cho 15, 20, 25 tùy các em nhé, miễn là nó vào trong hình chưa. Cô thử lại tiếp này. Set. Cô bây giờ cô cho màu khác đi nhé. Thử xem nó có feel không chưa. Vì là cái con rùa của chúng ta nó quay ra đây nhưng mà nó chưa đi khỏi cái đường này đúng không? Nó vẫn cứ ở đây. Nên là các em phải cho nó đi vào đúng không? Cô cho nó đi hẳn vào bên trong nha. Cô cho đi 20 bước này chưa? À, thì khi đó có cái vệt đỏ đây các em thấy không? Bây giờ cái led của nó là led đỏ đúng không? Bây giờ làm thế nào để bắt cái này? Các em biết nào biết không? Chúng ta phải nhấc bút lên đúng không? PU này chưa? Nhấc bút lên thì rùa không vẽ nữa. Sau đó cô đi này 30 bước. Chưa? Các em nhìn thấy chưa? Rùa đi không để lại nét vẽ chưa? Đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái câu lệnh PU này nhá. Sau đó cô cho nó hạ bút xuống này. Hạ bút là gì các em? PD chưa? Và bây giờ cô fill. Chưa? Thì vừa nãy là mình vừa fill cái đường viền nó là màu đỏ chưa? À, màu tím nhỉ. Thế bây giờ chúng ta vào trong màu nền này, chúng ta fill toàn bộ màu tím thì nó sẽ thành màu tím toàn bộ cái hình này. Thì bây giờ này cô viết một cái câu lệnh khác cho các em rõ hơn nhé. Cô CS này, set pen size, vẽ hình tam giác đi. Pen size. Mình cũng biết sai này, sai sai đi, xếp bên sai chưa? Cô cho 10 đi, cạnh của nó là 10 chưa? Xếp FC tức là màu của cạnh là 0, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Repeat hình tam giác này, viết câu lệnh hình tam giác. Trăm sáu mươi chia ba đúng không? Hình tam giác của chúng ta có ba cạnh chưa? Để chúng ta cho nó vào trong này, cho vào trong thì RT này 20 độ chưa?
dùng là FD nhé. Bây giờ FD các em FD nó sẽ đi thành cái vết đỏ đấy, được chưa? Ta cho B à, PU rồi nhấc bút lên, không để sai lầm nữa. PU nhấc bút này này, sau khi nhấc bút thì chúng ta mới cho đi 40 đi, nó đi hẳn vào bên trong này chưa. Bây giờ này set FC đúng không, set màu nền này 255 không. Chưa? Các em thấy chưa? Thành công rồi nhá. Em xem này. Set pen size. Chưa? Set PC này, màu chưa? Câu lệnh hình tam giác. RT quay vào phải 10 độ. PU nhấc bút. Nhấc bút lên sau đó cho đi vào trong 10 bước. Hạ bút. Đặt màu nền và đổ màu nền. Tương tự với hình chữ nhật này cũng à, hình vuông này cũng thế đúng không? Y chang đúng không? Chúng ta chỉ thay đổi cái câu lệnh hình tam giác thành hình vuông thôi. Các câu lệnh tương tự. Đấy. Lặp đi lặp lại này, các em nhìn thấy chưa? Tiếp tục. Cái hình gì? Hình lục giác này cũng vậy đúng không? Để thay đổi cái câu lệnh này. Thay số 4 thành số 5. Hình bát giác này cũng vậy. Thay số 5 thành số 6 chưa? Em thấy chưa? Hình tròn. Hình tròn thì cô cho đi 24 bước cũng thay đổi mỗi cái câu lệnh này chưa? 24 bước và các góc quay là 360 chia 24. Vậy cô chúc các em thành công và các em tự mình viết các câu lệnh này cho cô. Viết các câu lệnh này đổ màu khác đi. Đổ màu tím. Bên trong nền là màu tím, ở ngoài các em đã cho màu đen. Thay đổi đi. Rồi cô chào các em. Chúc các em thành công. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Bye bye.